Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 100. Tiếp viên và khách hát chui cửa thoát hiểm tháo chạy khi đoàn kiểm tra xuất hiện. Số ca mắc Covid-19 mới không ngừng gia tăng trong các nhà tù tại Thái Lan. Thưa quý vị, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 52 ca mắc Covid-19 trong nước. Riêng Bắc Giang có 35 ca, Bắc Ninh 6 ca, Hải Phòng 1 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam là 6.908. Như vậy là tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Trong đó có 8 trường hợp liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng và 2 trường hợp liên quan đến ca bệnh đi khám tại Bệnh viện Hoàng Mỹ. Như vậy, từ ngày 27 tháng 5 đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 100 ca nhiễm, trong đó chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lớn nhất với 93 bệnh nhân. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 7 ca. Những người liên quan đến Hội Thánh nói trên cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh này là rất cao. Chiều qua, kết quả giải mã gen 2 ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ đều thuộc biến chủng Ấn Độ B.1.6.1.7.2. Như vậy, cả hai chuỗi lây nói trên đều cùng biến chủng Ấn Độ. Theo đánh giá ban đầu, hai chuỗi lây nhiễm có thể có mối liên hệ với nhau. Ca nghi nhiễm mới phát hiện của chuỗi 2 ca bệnh được phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có mối liên hệ với chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh. Ngành y tế sẽ tiếp tục làm rõ mối liên hệ này để xác định nguồn lây của các chuỗi lây nhiễm. Từ 19 giờ tối qua, tỉnh Bạc Liêu, một trong những địa phương có ca bệnh COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định tạm dừng các hoạt động phòng gym, trung tâm thể thao, quán bar, karaoke, game, không tập trung đông người, cơ sở dịch vụ ăn uống hạn chế phục vụ tại chỗ. Trước đó, thì tỉnh cũng đã quyết định dừng tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Tại Bạc Liêu, bệnh nhân 6572 là trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 trên địa bàn. Chính quyền tỉnh đang khẩn trương truy vết và khoanh vùng dập dịch. Bệnh nhân nữ 22 tuổi ở ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, có thăm một người bạn có mẹ tham gia Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 28 tháng 5, khi nghe bạn mình ở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo bị nhiễm COVID-19, cô đi khám và được xác định dương tính. Ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu hiện đã truy vết được 122 F1 đưa đi cách ly tập trung và 1.025 ca F2 cho cách ly tại nhà. Ngoài Bạc Liêu, Long An và Tây Ninh cũng có ca bệnh COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa cho biết, khi giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm COVID-19, họ đã phát hiện đột biến gen trong 4 trên 32 mẫu bệnh phẩm. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, phát hiện có đột biến mất Y144 trên protein S của biến thể virus B.1.1.6.7.2 lần đầu phát hiện tại Ấn Độ. Đột biến này giống đột biến phát hiện trên biến thể B.1.1.7 lần đầu phát hiện tại Anh. Theo giáo sư Mai, dữ liệu B.1.1.6.7.2 trên GCS hiện tại chưa ghi nhận đột biến mất Y144, nên đột biến này vẫn cần theo dõi và nghiên cứu thêm. GCS là bản đồ cập nhật kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 được các nhà hóa học trên toàn cầu cập nhật liên tục. Bản đồ này được các nhà khoa học tại các quốc gia cùng tham khảo, theo sát sự đột biến của SARS-CoV-2. Chủng phổ biến hiện nay tại Việt Nam là chủng Ấn Độ, vốn đã có các dấu hiệu tăng khả năng lây nhiễm và tăng nặng hơn so với các đợt dịch trước. Hôm qua, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, 16 công dân Trung Quốc đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trước đó, các công dân Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ vào ngày 5 tháng 4 qua. 16 người này đều là nam giới có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi, đã đi từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, được các đối tượng là người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc đưa vào tỉnh Tây Ninh với mục đích tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong các ngày 17 và 24 tháng 3. Toàn bộ 16 người trên có sức khỏe và thân nhiệt bình thường, đã được đưa đi cách ly trước khi trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc. Theo Tổng cục Thống kê, gần đây chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá xăng tăng 20% khiến nguồn lợi nhuận của nhiều đơn vị kinh doanh vận tải ngày càng eo hẹp đi. Hiện tại thì xăng dầu có tăng, nhưng mà cái cước vận chuyển thì không tăng. Bản thân các khách hàng lớn là cũng
cũng khó khăn thì mình cũng phục vụ thì mình khó khăn theo. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất đều tăng. Cái nguồn nguyên liệu mà bị ảnh hưởng thời gian vừa qua thì nó làm tăng cái chi phí nguyên liệu đầu vào cho các cái doanh nghiệp và mất một cái cơ hội cạnh tranh cho các doanh nghiệp và nó sẽ đội giá chi phí bán đầu ra của các doanh nghiệp. Để hạn chế những tác động tiêu cực từ biến động thị trường, các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc đàm phán lại hợp đồng với các đối tác, các doanh nghiệp cũng cần có những điều chỉnh linh hoạt hơn. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng cần chủ động liên kết hợp tác, đa dạng hóa chuỗi cung ứng đầu vào. Không chỉ thiết lập các quỹ phòng ngừa rủi ro, việc tái cấu trúc chi phí trong doanh nghiệp cũng cần được tính đến. Suốt từ đầu năm 2020 đến nay, những đợt dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát như những trận cuồng phong nhấn chìm tất cả nỗ lực gượng dậy của ngành du lịch nước ta. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp du lịch vẫn nỗ lực tìm hướng đi, giải pháp cho mình để gắn gượng bám trụ chờ đến thời kỳ phục hồi sau khi đại dịch toàn cầu qua đi. Trước đây, mỗi ngày bến thuyền này đón hàng chục lượt khách du lịch trong và ngoài nước ngồi thuyền dạo chơi trên kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Thì bây giờ bến vắng tanh, thuyền nằm chờ. Các anh em mà làm chuyên môn kỹ thuật dưới này là phải giữ, họ phải có kỹ thuật trong thực tế nữa. Cho nên bến cũng cố gắng duy trì hoạt động để giữ được cái đội ngũ chuyên môn này. Chuyển đổi mô hình kinh doanh, tìm hướng đi mới, từ cho thuê mặt bằng hay biến khách sạn thành khu cách ly tập trung có thu phí là cách để giúp nhiều đơn vị trụ được giữa đại dịch. Qua 6 tháng làm việc phục vụ cách ly thì doanh thu và lợi nhuận đã phần nào được cải thiện. Được sự hỗ trợ của đối tác thì hiện nay các dịch vụ chúng tôi cũng đang tạm giữ và cho tới thời điểm mà phục hồi lại thì chúng tôi sẽ cùng với khách hàng để trao đổi và phục hồi lại những đường tour này một cách an toàn. Gắng gượng chờ thời, song các doanh nghiệp du lịch không nằm im mà chủ động các phương án kế hoạch để sẵn sàng trở lại với thị trường du lịch, trước mắt là trong nước và xa hơn là toàn cầu khi đại dịch qua đi. Cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hôm qua cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một quán karaoke bất chấp lệnh cấm mở cửa đón khách giữa mùa dịch bệnh COVID-19. Trước đó, khuya ngày 28 tháng 5, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoa Sữa 3 ở số 201 đường Y Moan, phường Tân Lợi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều người trong quán và một số khách hát chui qua cửa thoát hiểm phía sau để bỏ trốn. Quản lý quán này cũng cho biết trước đó đã ký cam kết dừng hoạt động quán karaoke để phòng chống dịch COVID-19. Được biết, những người khách đến hát trú tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước, tới thành phố Buôn Ma Thuột chơi rồi được người thân ở đây rủ đi hát karaoke. Đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, massage, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp, bia, karaoke, điểm hát cho nhau nghe để phòng chống dịch. Tại địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe tải đang chở 7 người trốn sau thùng xe. Tất cả những người này đều là lao động tự do được một người phụ nữ tổ chức đưa đi làm việc. Khoảng 8 giờ 10 sáng qua, tại chốt kiểm dịch số 1 trên quốc lộ 51, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi tiến hành dừng phương tiện ô tô tải cho tài xế Thạch Ngọc Bưởi quê Trà Vinh điều khiển để tiến hành kiểm tra y tế, thì phát hiện có 7 người gồm 6 nam và 1 nữ đang ngồi phía sau thùng xe. Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu tất cả những người trốn sau thùng xe tải và tài xế xuống làm việc. Qua xác minh ban đầu được biết, đây là nhóm người do bà Thạch Thị Sóc, sinh 1956, quê Sóc Trăng, đang đi cùng trên xe, tổ chức đưa đi lao động tại các trang trại gà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu với tiền công 1,2 triệu đồng một người. Qua test nhanh COVID-19, những người trên đều cho kết quả âm tính. Sau khi khai báo kiểm tra y tế, họ đã được trả về địa phương. Công an tỉnh Tây Ninh hôm qua cho biết, đang tạm giữ 4 xe ô tô tải cùng 57 tấn hàng không hóa đơn chứng từ được chở từ Campuchia vào Việt Nam. Trước đó, lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 5, các lực lượng chức năng trong lúc phối hợp tuần tra đã phát hiện tại khu vực ngã ba Lòng Hồ Dầu Tiếng thuộc thị trấn Dương Minh Châu, 6 xe ô tô tải chở hàng hóa đang lưu thông với dấu hiệu khả nghi. Khi các lực lượng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, một số lái xe cố ý tăng tốc tháo chạy. Các lực lượng đã phối hợp chốt chặn và bắt giữ được 4 xe, còn 2 xe quay đầu tháo chạy ngược về hướng xuất phát. Qua kiểm tra, các xe tải trên chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, có nguồn gốc nhập lậu với số lượng lớn. 4 lái xe khai nhận chở hàng thuê từ Campuchia về cho các chủ hàng ở thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 1 triệu đồng một chuyến xe. Công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc. Sáng qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang vụ vận chuyển mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn.
Thời điểm trên, tại căn nhà không số thuộc phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, khi tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Lê Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1990, quê tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe ô tô giao thuốc lá ngoại nhập lậu cho chủ căn nhà nêu trên. Qua kiểm tra trên xe ô tô và căn nhà trên, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng cộng 2.205 cây thuốc lá ngoại nhập lậu. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số thuốc lá trên để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý. Chiều qua, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định được hai nhóm đối tượng nữ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tình cảm, vụ việc khiến một người bị thương nặng. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Riềng xác định Nguyễn Thị Bạch Dương, 16 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước và Nguyễn Thị Trúc Ly, 19 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng cùng có tình cảm với một nam thanh niên tên Nam, 18 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng nên giữa Ly và Dương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó cả hai hẹn gặp nhau tại khu du lịch Mỹ Lệ, huyện Phú Riềng để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, bạn của Ly là Phạm Thị Vân Anh, 19 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, bị nhóm bạn của Dương dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng bị thương nặng. Hiện Công an huyện Phú Riềng đã triệu tập những đối tượng liên quan lên làm việc để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Một vụ va chạm giữa hai xe máy khiến hai người điều khiển bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ chiều hôm qua trên quốc lộ 14 đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, Lê Nhật Phi, 18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn đối diện trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước thuộc phường Tân Phú, do lưu thông với tốc độ cao, Phi không làm chủ được tay lái nên tông vào xe máy biển số 93P149504 do một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi điều khiển. Cú tông mạnh khiến cả hai xe máy và người điều khiển bị văng lên phía trước, cả hai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó. Trong đó người đàn ông bị thương trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Tính đến nay đã có hơn 22.000 ca mắc COVID-19 được ghi nhận bên trong các nhà tù tại Thái Lan. Tuy nhiên thì số ca mắc mới vẫn không ngừng gia tăng do sự quá tải của hệ thống nhà tù ở nước này. So với 10 trường hợp được công bố cách đây một tháng, tình trạng bùng phát dịch COVID-19 trong các nhà tù ở Thái Lan đang tăng vọt. Tình hình càng đáng lo ngại khi nhiều phòng giam chật cứng tù nhân, đến nỗi một số người chỉ có nửa mét không gian để sinh hoạt. Họ được khuyến khích đeo khẩu trang ngay cả khi ngủ. Khoảng 310.000 người đang bị giam giữ trong các nhà tù Thái Lan tính đến đầu năm nay. Con số này cao hơn gấp 2,5 lần so với sức chứa của hệ thống trại giam. Nhà chức trách có kế hoạch trả tự do sớm cho các tù nhân có tình trạng bệnh lý nền, đồng thời kêu gọi tài trợ cho việc xét nghiệm và chăm sóc y tế trong tù. Trong những tuần gần đây, Thái Lan đã xét nghiệm cho hơn 36.000 tù nhân và bắt đầu cung cấp vaccine COVID-19 cho các phạm nhân và nhân viên trong nhà giam. Hôm qua, thủ đô Budapest của Hungary đã kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra vụ tai nạn tàu trên sông Danube, làm 27 người trên du thuyền Mermaid thiệt mạng. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trên sông Danube trong vòng nhiều thập kỷ trở lại đây. Một tàu của Panorama Deck, cũng là công ty sở hữu du thuyền Mermaid, đã đưa những người dự lễ đến nơi xảy ra tai nạn hồi năm 2019 và thả vòng hoa xuống sông. Ngày 29 tháng 5 năm 2019, tàu Viking Seagin va chạm với du thuyền Mermaid trên sông Danube trong lúc trời đang mưa to, khiến du thuyền này chìm trong vòng chưa đầy một phút. Trong số 35 người trên tàu Mermaid thì có 25 khách du lịch Hàn Quốc và 2 thủy thủ đoàn người Hungary đã thiệt mạng. Các công tố viên đã cáo buộc thuyền trưởng của tàu Viking Seagin là Yuri Chaplinsky, quốc tịch Ukraine, không tập trung khi làm việc, dẫn đến tai nạn nhiều thương vong và không giúp đỡ những người gặp nạn. Chaplinsky đã bác bỏ mọi hành vi sai trái. Dự kiến tòa sẽ đưa ra bản án vào đầu năm sau. Nếu được xác định có tội, Chaplinsky có thể lãnh từ 2 đến 11 năm tù giam. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa công bố nhiều hiện vật khảo cổ được tìm thấy trong cuộc khai quật tại di chỉ Tam Tinh Đôi ở thị trấn Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng này cao 1,15m, bao gồm một bức tượng trong tư thế quỳ cao 60cm và một bình rượu cao 55cm. Đây là tác phẩm đầu tiên thuộc loại này từng được tìm thấy vì những phát hiện tương tự trước đây chỉ cao 20cm. Bức tượng lớn bằng đồng được tìm thấy bên dưới những đồ vật bằng ngà voi trong hố số 3 tại di chỉ Tam Tinh Đồi. Tổng cộng 70 ngà voi và hàng trăm hiện vật bằng đồng cũng như nhiều di vật văn hóa như vàng và ngọc bích đã được khai quật từ hố. Trước đó, một trong các cổ vật đáng chú ý là chiếc mặt nạ bằng vàng. Đây có thể là đồ vật được các tu sĩ sử dụng trong nghi lễ tôn giáo. Di chỉ Tam Tinh Đôi được mệnh danh là một trong những phát hiện khảo cổ học vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20.
Địa điểm này được một người nông dân tình cờ phát hiện khi ông đang đào một con mương vào những năm 1920. Trung Quốc bắt đầu khai quật quy mô lớn ở di chỉ Tam Tinh Đồi từ năm 2019. Đến nay, nước này đã tìm thấy hơn 500 đồ tạo tác được làm từ vàng, đồng, ngọc bích, ngà voi có niên đại hơn 3.000 năm. Tại thủ đô Berlin của Đức đang diễn ra một triển lãm giới thiệu những tác phẩm đương đại lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Tại đây thì khách tham quan có thể nhận thấy sự thay đổi của chủ đề về thiên nhiên mà các nghệ sĩ khai thác qua thời gian. Những mô hình hành tinh trôi nổi trong không gian, nhưng bên dưới mỗi hành tinh là những mảnh vụn. Đây là tác phẩm Tất cả chúng ta đều là phi hành gia, thể hiện sự hủy hoại của con người đối với trái đất. Đây là một phần của triển lãm Scratching the Surface diễn ra tại bảo tàng Hamburger Bahnhof. Mỗi căn phòng mang một chủ đề khác nhau, từ những tác phẩm được làm từ vật liệu thiên nhiên như đá hay gỗ đến những bức tranh tường. Các chủ đề dần thay đổi từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay. Những tác phẩm ban đầu tập trung hơn vào công nghệ hạt nhân, trong khi chủ đề của những tác phẩm về sau phần lớn là về biến đổi khí hậu. Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở góc nhìn lịch sử, và chúng tôi đã kết hợp với những tác phẩm gần đây để cho thấy mối quan hệ với thiên nhiên giờ đây đã thay đổi. Triển lãm sẽ diễn ra đến tháng 11 năm nay. Do dịch COVID-19, khách phải đặt suất tham quan trước khi đến và phải đeo khẩu trang trong quá trình tham quan. Trong thời gian qua, quần thể Vessel được các nhà khoa học đặt tên là Brutus đã xuất hiện dày đặc tại miền đông nước Mỹ khi chui lên khỏi mặt đất sau 17 năm ngủ đông. Một cửa hàng sô-cô-la tại Maryland đã tận dụng cơ hội này để thêm món mới vào thực đơn Vessel phủ sô-cô-la. Tại Gaithersburg, Maryland, ve sầu được các nhân viên của cửa hàng Chocola Chouquette thu thập và bảo quản, sau đó được luộc chiên không dầu, cho thêm gia vị và sau cùng là phủ sô-cô-la. Chủ cửa hàng Sarah Dwyer cho biết ban đầu cô làm món này chỉ để vui, nhưng sau đó nhận ra nhiều người cũng có hứng thú. Hiện cửa hàng đã bán được hàng ngàn con ve phủ sô-cô-la. Chúng tôi thích làm món ăn theo chủ đề và nghĩ rằng sẽ khá thú vị nếu làm với ve sầu. Thật tùy khi mọi người muốn ăn chúng, việc này cũng giúp nhân viên chúng tôi có công việc ổn định. Hồi đầu năm nay, Chouquette từng làm sô-cô-la được lấy cảm hứng từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris nhân dịp họ sắp nhậm chức. Về món ăn lần này, bà Dwyer miêu tả nó giòn là chủ yếu, hơi dẻo và hơi giống các loại hạt, giống như hạt óc chó có cánh, và dĩ nhiên càng ngon khi được phủ sô-cô-la. Tối qua, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tông vào giải phân cách và tử vong tại bệnh viện. Sau đó, khoảng 20 giờ 30 phút, anh Ngô Quốc Tiến, 25 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai, chạy xe máy chưa có biển số trên quốc lộ 1 hướng Thủ Đức đi An Sương. Khi gần đến nút giao ngã tư Gò Dưa, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thì anh tông vào giải phân cách bằng bê tông. Tai nạn làm chiếc xe máy trượt dài về phía trước, còn nam thanh niên đập phần mặt vào mố bê tông trên giải phân cách bị thương rất nặng. Mặc dù được đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Bình Triệu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.